xin chào bạn, xin chào bạn theo kênh YouTube và sao channel. Có quả siêu phẩm đấy các bạn ạ. Đây là đài với cả đồ điện. Có cái bác trong làm, bác nhà sửa hộ, thì hôm nay mình sẽ có một bài chia sẻ bạn về sửa cái đồ này nhá. Cái đồ này thật ra mua rất là rẻ, nó chỉ chết mỗi cái là cái công đoạn mà các bạn nâng cấp sửa ấy, thì nó hơi lâu thôi, chứ còn mua thì rất rẻ, dùng thì rất dễ bạn ạ, bảo trì cũng dễ. Mỗi cái là dùng thì nó trong quá trình dùng thì thời gian là cũng tốt thôi, nó chỉ có một vấn đề phát sinh của cái đèn này này là dùng thì nó hay bị cái bệnh là nhà cho bạn dinh dung ra nhỉ, tức là dùng thì nó hay hỏng sạc. Thì bây giờ ta sẽ tìm cách khắc phục lại cho nó chạy tốt nhé. Cái đài và cái đèn, cái đèn này thì mua rẻ lắm bạn ạ, siêu rẻ luôn rồi, chắc là không nên sửa. Thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái bộ nạp này này, là cái con nạp đẻo này, thì làm nhau cho nó thành nạp tốt và chạy bền luôn với cái đèn này. Cái mẫu đèn này mà các bạn dùng ấy thì là mẫu đèn phổ thông nhất ngày trước. Mẫu đèn này thì nó có một điểm đặc biệt là các bạn nhìn này, nó dùng quả pin vuông. Cái pin này thì sau một thời gian sử dụng thì thường là sẽ hỏng, mà đã hỏng rồi là rất là khó thay, bởi vì cái dòng pin này khó kiếm lắm, nó không như cái pin này. Cái pin lithium này dễ kiếm hơn, nên những bạn nào mà muốn xác định dùng lâu ấy, sau này thay hoặc sửa chữa thì lên mua cái loại như thế này. Đấy, còn cái dòng này là khó chơi nhá, tức là sửa thì vẫn sửa được thôi, nhưng mà thay rất là khó. Đây là cái dây của mình, bộ này vẫn có dây, vẫn có đèn đội đầu. Thì bây giờ ta sẽ tiến hành fix lỗi trên cái này nhá, sửa trên cái này. Chờ lúc này có hai ốc này, hai ốc tháo vỉ sau này, mình cho bạn xem cách làm cực kỳ đơn giản và dễ. Tiên là mở nắp ra đấy, ta sẽ tháo cái ốc tiếp theo nhá, mở cái nắp này cho mình. Cái dòng này thì thật ra là rất sửa rất là dễ, nó chả có cái vẹo gì cả bạn ạ, nó đơn giản chỉ mỗi thế này thôi. Con này là hàng gửi đi cho khách, thì thôi bây giờ mình sẽ quay cho bạn xem luôn cách lắp để bạn hình dung ra cái nắp nhá, cách sửa. Con này thật ra thì nó bền quá không tốt mà, người ta thiết kế để bán rồi, hàng gọi là hàng dân dụng, các bạn mà dùng mấy năm nó hỏng thì để mà toi à, nên thường họ thiết kế chỉ dùng ra sao nó phải hỏng. Đây là pin đi cùng nhá, pin này thì có một đặc điểm là nhanh hỏng, giá rẻ nhanh hỏng, sạc vài lần là nghẹo. Trong pin này là không có mạch bảo vệ, thì chỉ được một hai lần sử dụng là quang tèo thôi. Thì các bạn muốn nó bền thì bây giờ cái pin này này vẫn là pin này, nhưng mà tôi bỏ pin đi, không dùng pin này nữa, lắp cho mình quả pin này. Quả pin này thần thánh luôn bạn ạ, 3.200 một quả. Quả này, quả pin này thì chỉ có 1.200 thôi, tức là dòng giá rẻ thì bao giờ pin cũng chất lượng ở mức là chấp nhận được thôi, chứ không được cao quá. Thì bạn sẽ lấy cho mình quả pin này gắn thay vào, lắp thêm một cái mạch bảo vệ nữa, bảo mạch bảo vệ sạc ấy. Bây giờ các bạn sẽ lắp cho mình cái mạch nhá. Đây chính cái mạch mình đang nói này, mạch bảo vệ pin này. Còn ở đây là cái quả pin. Pin này 3.200 bạn nhá, to lắm ấy. Mẹ trâu cực kỳ luôn. Pin cũ của nó ở đây là chỉ có bao nhiêu nhỉ? 1.000 thôi, tầm khoảng 1.200 thôi. Lắp quả 3.200 này thì các bạn mẹ dùng xuyên màn đêm luôn bạn ạ. Quá khủng khiếp luôn. Bây giờ ta sẽ bóc vào nhá, bóc hai đầu ra. Đây ta sẽ lắp theo cái quả pin này nhá. Các bạn nhìn cái mạch này. Nó có hai chân trừ chung nhau này, ao trừ ao cộng này. Và cái chân nữa là các bạn nhìn này. Chân cộng này và chân ao cộng và chân cộng này. Đây là chân cái này đầu ra bạn nhé, phải chú ý này. Đây là đầu điện vào này, tức là đầu điện vào và sẽ là đầu nạp ở đây này, nạp nó chung nhau hết đấy. Còn đây là đầu nạp, còn đây là pin này, pin B trừ B cộng, thì chốc các bạn phải tách riêng quả pin ra. Ở đây pin thì B lại cộng chung nhau, nhưng tốt nhất là các bạn cứ tách rời cho mình để đảm bảo là lắp nó dễ nhất và an toàn, tránh bị nhầm, chứ không thì câu thêm một tí vào hay bị nhầm dây lắm, dây nguy hiểm bạn ạ. Cứ đúng vị trí nào phang là đúng thế cho mình, lắp mạch vào. Cái mạch này tuy nó bé nhưng mà quan trọng lắm đấy nhá. Mạch đã hàn xong nhá, các bạn sẽ lắp đúng theo nguyên tắc này. Đây là pin này thì gắn vào pin này, đầu ngoài đầu ra này. Đấy, cái dây này là dây sạc nhá, tức là dây sạc phải tách riêng ra và lắp đúng vào cái dây sạc này, thì bạn tách riêng từng khu vực ra, đừng để cho nó chung vào nhau nhá, chung nhau là nó hay chập lắm, chập nguy hiểm. Đây chẳng như bây giờ dây sạc là dây sạc và dây ra là chung nhau, đầu ao trừ này các bạn nhìn này, đây là đây nó ghi ao trừ này, còn đầu cộng này riêng này, đầu cộng pin và đầu cộng ra này chung nhau, nên thành ra nhiều khi đấu cũng hơi nguy hiểm tí. Rồi mình sẽ lắp vào đây cho nó, đây này, ao trừ của cộng để đây nhá, lắp đúng như thế cho mình nhá, đừng có câu bớt dây đi, bớt dây nguy hiểm lắm, có thể dẫn đến trạng hỏng ấy. Đấy, lắp vào đây, đây là chân trừ trừ đây, dây là dây trừ trừ chung hết này các bạn nhìn này, ao trừ và cả chân hai chân trừ đều chung nhau, thì các bạn có thể bỏ một cái đi, thì hai chân trừ chung nhau. Bây giờ mình sẽ đấu trước và cho nó đỡ quên, tí nữa thì ta sẽ rút dây sau vào nhé, tránh tình trạng bị quên dây chập hay nhầm. Đây, vậy là câu dây nhà xong mà nhá. Thật ra cái này đơn giản lắm, nó chỉ mỗi phức tạp cái phần lắp đặt thôi. Đấy nhét đây, bây giờ là còn hai dây cấp điện vào này, hai dây từ pin vào này.
ba cái dây này thì là một dây chung. Nó sẽ gồm một dây là cấp cấp đây các bạn nhìn này, cấp cái chân cộng này nhìn này, cộng đây này, mấy cái đầu này, này là nên hai đầu này để nạp. Nạp vào nhá. Còn cái dây này ao trừ và cái này là đầu ra để cho hệ thống nó hoạt động thì bấm công tắc lên này. Công tắc này nó sẽ chuyển chuyển hệ vào nhá, nằm ở đây. Đấy, đây là đầu nạp, nạp chung đây. Chân cộng chung đây, chân trừ. Cái bộ này là nó bật tắt là nó khóa thì chân trừ vào. Thì đây chân trừ đây. Trừ nó vào đây từ đây nó lái sang hai bên này để nó chỉnh độ sáng riêng từng đường, rất đơn giản thôi. Thật ra cái đèn này nguyên tắc hoạt động nó đơn giản lắm các bạn ạ. Quá đơn giản rồi. Bây giờ ta lắp pin rồi nhá. Cái mạch này thì một là lắp luôn như thế này, hai là có thể lắp kiểu khác một chút. Đây đây. Bây giờ mình chia sẻ với bạn cách lắp nhé. Cái này mà muốn an toàn đấy thì khi mà lắp cái này xong này thì bạn sẽ lắp cho mình vào cái này trước. Đầu tiên là các bạn phải test xem nó chạy chưa đã. Test xem chạy đã. Test xong bắt đầu mới tiến hành xử lý tiếp à. Bởi vì có khi bạn lắp vào xong mà nó lách chạy rồi mà thì nhỏ. Đây mình sẽ cho bạn xem nhá, test thử luôn này. Test thử cả nạp liếc luôn nhá. Pin lắp vào nhá, các bạn nhìn này. 1 sáng này, 2 sáng này, 3 tắt này. Chuẩn chưa? Bây giờ là tiến hành tiếp theo là thử nạp. Đấy, đấy bộ nạp đó nhá. Bộ nạp này thì cũng chỉ là bộ nạp dùng tạm thôi, còn các bạn mà muốn cái này này dùng bền thì phải thay bộ nạp khác. Bộ nạp này thì cũng chỉ gọi là dùng chơi chơi thôi, còn dùng kỹ mà dùng bộ này thì nguy hiểm lắm. Mình lắp vào còn không biết nó hỏng lúc nào bạn ạ, nguy hiểm. Mình dùng bộ này thấy hãi luôn. Đây, lên đèn đỏ đang nạp nhá. Nhìn này đèn đỏ này. Bây giờ chuyển sang đèn xanh là đầy, nhưng mà cái bộ này là đầy là nó khóa cái bộ này lại. Hết pin là tự ngắt luôn, rất an toàn luôn. Cái đèn thì nó nạp, cái đèn kia thì tí nữa mình sẽ sửa lại. Đây. Xong. Nó có nhiều kiểu lắm bạn ạ. Bây giờ ta sẽ lấy keo phụt nó lại để cho an toàn những cái mối nối này này. Đảm bảo nó chắc và không tuột. Sau đó mình sẽ tiến hành gia cố lại, tức là nhét nó lại. Sau đó là những chỗ nào mà hay hỏng thì mình sẽ phụt lại keo một lần nữa là an toàn tuyệt đối. Cái mạch này dùng các bạn mà dùng 1-2 lần các bạn phát hiện ra ngay nó chỉ hỏng 1-2 lỗi thôi. Nó chả lỗi gì để hỏng luôn. Đây nó còn một cái nữa là rất hay tuột cái chân rắc này này. Các bạn phải hàn này chân này cho mình này, chân rắc chỗ này này. Đấy, mình đã phụt keo bạn nhá. Keo này rất là an toàn luôn. Những ông nào mà lắp về đồ điện chắc biết keo này. Keo này phụt cực kỳ cần thiết luôn. Keo này phụt nó ăn rất là chặt, một là chặt, hai là an toàn, đảm bảo cho cái mối nối chắc. Đấy, chắc sáng chưa? Ui. Nắp quả pin 3002 này vào mẹ dùng bao giờ nó hỏng được. Thôi thì bền vĩnh cửu luôn bạn ạ. Nắp lại. Đóng nắp lại nhá. Đóng nắp lại đã. Đây. Đấy, 3002, pin đẹp. Nhìn lung linh này. Đóng lại hai ốc. Ở ngoài thiết kế là không chống nước đâu nên các bạn mà lắp là phải cẩn thận cho mình. Chứ không là nó cũng sinh ra không phải chống nước. Ông nào đi mưa miếc thì cũng lại quang tèo sớm. Bởi vì dòng này là dòng giá rẻ, dòng siêu rẻ nhất trong đèn dòng đèn pin. Nên cũng không trông mong được nó quá nhiều tính năng. Chỉ gọi là chạy tốt thôi. Thì các bạn muốn cho lên thành Pro thì lại phải thêm rất nhiều chi tiết vào. Đấy nha, bây giờ cái mạch này. Các bạn muốn nó chạy tốt nữa hay như thế nào là tùy các bạn. Bây giờ nha, mình muốn dùng tốt đúng không? Mình sẽ lấy keo phủ tiếp trên mặt này. Để đảm bảo là luôn luôn là bền nhất, không bị nước vào thì nó rất là bền. Sau đó ta đặt đây. Cái máng này bằng nhôm nên đặt phải cẩn thận, nếu không là mới khi mà keo chưa khô nó chập cháy ấy. Đã phụt keo bạn nhá. Phụt keo này nó hơi bẩn, còn các bạn mà không muốn phụt keo thì các bạn sẽ dùng cho mình cái silicone ấy. À cái co nhiệt ấy, các bạn co cũng được thì nó sẽ đẹp hơn. Còn phụt keo này trông hơi nhây nhây bạn ạ. Nhây nhây nhưng mà được cái chống nước nhá. Tức là mạch này sẽ là chống nước 100% luôn. Bây giờ từ giờ sẽ là chống nước và sẽ là không tháo luôn, cố định. Nó sẽ cứ như thế này thôi. Trông hơi bẩn bẩn tí nhưng mà nhét vào trong thì yên tâm là bền. Chân cẳng cái thứ là phải nhớ vị trí, nếu không là sau này mà có cắt ra rồi là hơi phiền đấy bạn ạ, không nhớ được vị trí chân đâu. Đấy như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ chờ cho keo khô và đóng nắp lại là xong. Sau phần đèn này đến phần tiếp tục là phần pin. Đây bạn nhìn này, sáng chưa? Đấy. Bây giờ xong này, tiếp vào đến phần pin. À phần sạc. Thì đây bộ sạc nó luôn. Thì các bạn muốn nó bền hơn nữa thì cái bộ sạc này sẽ tháo ra. Không dùng cái sạc này nữa. Bỏ đi. Lấy cái ruột của nó lắp cùng với cái sạc điện thoại của các bạn ấy. Các bạn mà dùng điện thoại thì các bạn biết là có cái bộ cái củ sạc điện thoại ấy, lắp chung vào chạy cực kỳ bền luôn. Mà tốt hơn bộ này nhiều. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái củ sạc của iPhone được, rất là bền. Đây là phần củ sạc của nó bạn nhé. Các bạn nhìn củ sạc của nó thì trong cái phân khúc giá thì thôi thì nói chung là chấp nhận được. Nó chỉ đến thế này thôi các bạn ạ. Đây như thế này. Thì bây giờ các bạn muốn sử dụng được cái sạc này nhá, thì bây giờ mình sẽ nói với bạn cách để sử dụng đây này, cái củ sạc đây này. Chuyển sang dùng củ này nhá.
củ iPhone mà lại, củ này nói chung là vẫn tốt gấp vạn lần củ này luôn. Củ này thì chắc lắm hơn rồi. Ông nào dùng biết cái củ này, củ này thì cũng được thôi, nó cũng bền thôi, không vấn đề gì cả. Nó dùng cũng được. Đây các bạn sẽ lắp cho mình vào đây. Ở đây tháo cái đèn báo nhá. Nó có đèn báo trước đây này. Tháo ra, bắn tung cái đèn báo ra. Cạy ra nhá. Sau đó lắp cái đèn báo này vào. Cái phần mạch này thì bỏ hết, chỉ còn giữ lại cái phần câu điện đây thôi. Các bạn nhìn này. Đây chờ chút mình xem cái đầu dây nó vào. Ở đây nó sẽ có hai cực dây vào và lấy cực dây từ đây, đây dây trừ này. Đây cộng đây này. Đây lấy đúng hai chân rồi, cộng với trừ thế là xong rồi. Ở đây có một cái mạch so sánh để nó báo là đầy. Thật ra đầy nó vẫn sạc thôi chứ nó không ngắt đâu bạn ạ. Nó để áp 4.2 luôn. Nên là nó sẽ không ngắt mà nó chỉ sạc chậm lại. Nên ông nào mà để sạc lâu là toàn nghẹo. Đây. Cắn nó vào như này nhá. Hơi sâu sâu tí yên tâm gắn vào là đẹp. Đây gắn vào đây. Đấy, như thế này. Đấy, hai cái dây để sang đây. Bỏ ra nhá. Lắp sang bên này luôn. Cái bộ đèn này gần như xong, bây giờ mình chờ keo khô thôi. Keo khô lắp lại là xong rồi, nhưng mà cái keo này nó hơi lâu, mất tầm một ngày. Đây là mình bóc từ cái củ của iPhone ra nhá, nó ra cái mạch như thế này. iPhone các bạn đây. Nói chung là trong phân khúc giá thì với cái tầm giá thì chắc củ iPhone này cũng tốt bạn ạ, không đến nỗi lởm lắm. Chất lượng được. Đây ta sẽ tháo hai dây ra nhé, hai dây này sẽ cấp điện vào này. Đây đầu ra bạn nhìn này, đầu ra này, nó có hai cái chân này thôi này. Thì từ hai cái chân này các bạn sẽ câu vào đây. Đúng vị trí hai chân ra luôn này là xong. Đây nó có ba cái chân, mình còn đang không biết tại sao điện nó đi lung tung phèng đâu này. Một con nữa diode gen nó quay ngược lại bên này để lái đầu trên, tức là nó sẽ tính công suất tiêu thụ và nó lái đầu trên để ngắt mạch. Nhưng mà cái công thức từ ngày xưa này thì hơi ghê mà này. Đây đầu cộng này. Đây các bạn nhớ vị trí chân nhé, cộng trừ đây. Các bạn bây giờ muốn thì có thể cắt luôn mạch để bỏ đi cũng được, tức là cắt toàn bộ phần trên này, dùng kéo cắt băm luôn được. Cái con sạc này nói chung là hơi lởm bạn ạ, so với các cái dòng sạc cũ thì nếu mà các bạn mà có điều kiện thì thay bằng cái sạc của Samsung cũng tốt hơn cái sạc này. Sạc này mình công nhận là chạy được thôi, chứ còn nói về chất lượng là không cao lắm, gọi là được thôi bạn ạ. Tức là nói về cái sạc gọi là có cái sạc để dùng thôi, chứ còn chất lượng cũng không cao cấp lắm, bình thường. Lởm nhưng không lởm lắm gọi là được. Bây giờ ta sẽ dùng keo nhá, phụt lại khóa nó lại. Cố định nó khung nằm đây thôi. Đấy, đây. Tất cả nằm trên nóc hết nhá và chỉ có cái chân để cấp điện vào là nằm dưới thôi. Còn cái này cũng thế, treo trên nóc luôn này. Đấy. Nó phải nói là nó tinh xảo lắm các bạn ạ, nó bé con này thôi mà phức tạp lắm. Đây, gần như xong, hoàn thiện phần nạp nhá. Điện thì tức là bên này vẫn cấp điện sang, nhưng bên này nó còn một cái đèn báo nữa. Thì thường như mình dùng thì mình không cần đèn báo, nhưng mà thường các bạn lắp ấy phải có đèn báo. Đèn báo nó sẽ rất là quan trọng ở một cái điểm là khi mà điện nó đầy ấy, thì nó sẽ báo. Hoặc là khi bạn cắm vào nó lỏng sạc thì các bạn biết, đấy rất quan trọng với những cái đèn dòng đèn này. Bởi vì dòng đèn này ở trên mặt nó không có đèn báo bạn nhé. Đây những con này. Bạn xem này. Thì cái phần cảm biến nằm đây thì trên mặt này nó sẽ không có đèn báo nhé. Không cho biết là các bạn đã cắm cái nối chưa. Thì rất là khó nhận ra, bắt buộc ta phải dùng thêm cái này. Các bạn xem nhá. Mày công nhận là mẹ chế được cái đèn này mà lắp lại thì thôi rồi, mẹ một tiền gà mấy tiền thóc rồi ạ. Cái này riêng lắp lại thôi nha là rất mất nhiều công đoạn. Là cái công đoạn là các bạn muốn lắp ấy, thì bạn phải lắp thêm những cái này này. Bạn nhìn mình thấy lắp mình đang lắp này. Thế là phải làm gia cố lại phần mạch như thế này. Là phải bọc cái keo này vào, nếu không thì nó lại bung. Phần mạch thì cũng là bình thường, không có gì ghê gớm lắm. Còn nếu mà thêm tiền nữa mà ra được cái mạch ngon thì lại đắt tiền quá. Thì sợ nó không keo được, bởi vì giá nó cao. Còn với cái mạch này tầm giá này thì đạt chất lượng yêu cầu được. Giá mềm. Đấy như thế này. Đây. Cái keo này nhá, nhìn này thôi nhưng mà nó rất là quan trọng, bởi vì khi mà các bạn để nó chưa khô thì không nói, nhưng khi nó khô rồi nhưng mà nó chắc lắm, bóc còn khó. Muốn bóc không bóc được luôn. Cực kỳ chắc luôn. Đấy xong rồi đấy. Bây giờ ta sẽ úp cái nóc lại lên là xong, hoàn thiện. Con này là con này nó gọi là gần như là sản phẩm mẹ siêu ghép luôn. Đấy, đã hoàn thiện xong cái sạc nhá. Cái này là trước của cái sạc 15V 2A, thì bây giờ các bạn bóc ra. Để riêng ra cho mình. Tránh tình trạng chạm vào nhau nó nguy hiểm. Đây. Bóc vào nha. Xong. Đấy, dây ngắn này thôi. À, nếu có dây dài lắp dây dài, nhưng mà theo mình nghĩ tốt nhất là dây ngắn, không cần dài đâu bạn ạ. Đủ dùng mà được, có cái đèn báo đây rồi, ngon rồi. Đèn báo nỗi mình phụt keo hơi ít chỗ này bị hở.
thuộc được, chấp nhận được. Bây giờ thử xem nó nạp đi nhá. Ôi rồi lên đèn xanh rồi, ngon rồi. Lên xanh rồi, chờ chút cắm vào cái xem nạp không. Cắm vào một không nạp thì thôi rồi. Buồn. Có nạp nhá, nhưng mà nó lách lên đèn bạn ạ. Ơ, xong. Nó không đổi đèn. Xong mạng đấy, cái đi đổi đèn rồi. Cắm vào gì đèn xanh không?